Mình hướng dẫn anh em chơi một cái app GetTT nha anh em. Anh em cái app này mình kiếm được một tháng là được 3 triệu nha anh em. Trước khi vào app, anh em cho mình xin một phút nữa mình tâm sự chút xíu nha anh em. Giờ sao mà làm YouTube kiếm 1.000 lượt sub và 4.000 giờ sao nó khó quá. Giờ anh em chơi con app này nè, kiếm được 1.000 like mau lắm anh em. Và đường tháng 3, lương đường tháng 3 triệu. Anh em làm theo hướng dẫn của mình nha anh em. Đầu tiên anh em bấm username nè, anh em bấm tên. Tên của mình nó tên gì cũng được chứ. Rồi anh em password là mật khẩu nha anh em. Rồi này xác minh mật khẩu một lần nữa. Rồi anh em ghi điện thoại mình vô, anh em chọn vào cái hình ấy nè. Anh em chọn Việt Nam nha. Anh em chọn nước Việt Nam. Nên hướng dẫn từ từ cho anh em đăng ký một cái tài khoản. Anh em kéo lên có cái hình Việt Nam đó anh em. Nên anh em bấm từ Việt Nam. Rồi anh em nhập số điện thoại vô. Nhập số điện thoại của mình vô, rồi anh em bấm nút send code là nó gửi về cho anh em một cái mã. Rồi anh em bấm return. Rồi vậy là anh em có một cái tài khoản. Là anh em bấm return để anh em về xích lay, anh em chỉ cần đăng nhập vô là xong anh em. Anh em đăng nhập vô xong thì nó ra một cái giao diện cái app này nè, anh em đăng nhập vào. Rồi phan mạng nó ăn ra, anh em thông cảm. Anh em đăng nhập vô thì đầu tiên như gì nè, mà kiếm được 1.000 bạn bè mới được kiếm được 1.000 người bạn mới được nâng cấp tài khoản nha anh em. Đây mình hướng dẫn anh em. App này nó có yêu cầu là như sau nè. Đầu tiên thì anh em phải đạt yêu cầu là 1.000 người bạn. Mình đạt được 1.000 người bạn mới bắt được kiếm tiền anh em. Mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm một đạt 1.000 người bạn trong vòng 1 ngày à. Yêu cầu 1 nè. Thứ hai là anh em muốn nâng cấp tài khoản lên là được 3.000 người bạn. Là mình được một tháng là mình được 1.8 triệu chứ. Còn anh em mà đạt được 5.000 người bạn là một tháng là được 3 triệu. Nó sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của mình luôn anh em. Thôi giờ mình ra đi, mình hướng dẫn anh em kiếm 1.000 người bạn nè. Đầu tiên anh em qua cái hình 3 dấu chấm 3 dấu gạch nha anh em. Nó còn yêu cầu là mình phải đăng một bức ảnh đạt được 100 like nha anh em. Thôi bây giờ mình hướng dẫn anh em kiếm 1.000 lượt bạn bè cái đi. Đầu tiên anh em vào 3 dấu chấm nè, anh em bấm tìm kiếm nè. Đây mình hướng dẫn anh em tìm kiếm tên của mình nè anh em. Thanh Xuân. Anh em bấm vào chữ Thanh Xuân. Anh em bấm vào cái hình thay bơ của chỗ cộng anh em. Rồi anh em tìm kiếm chữ Thanh Xuân. Rồi anh em bấm gỡ đi. Thanh Xuân cái anh em bấm nút chọn bạn bè. Ta thông cảm mãn lắc anh em. Ủa? Mình lộn anh em ơi. Anh em vào nút hình bay hình ngôi nhà nè, dành cho chủ nè, anh em bấm vào cái nút một tìm kiếm ở trên nè. Anh em tìm kiếm chữ Thanh Xuân.
Rồi anh em bấm qua nút người dùng. Mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm 1.000 người bạn tích tắc luôn anh em. Anh em lướt xuống như nè. Anh em lướt xuống. Anh em lướt xuống anh em tìm kiếm. Anh em chờ chút nha. Anh em tìm kiếm mình đang mình tương tác qua lại với anh em. Mình sẽ hướng dẫn mình được 7.000 người, 7.000 mấy người bạn trên đây nè. Nó mất tiêu hết tên người ta. Tên mình nó mất tiêu người ta. Anh em chạy chút nha. Anh em đừng có mong. Mình làm video này mình chia sẻ với anh em là miễn phí, mình cũng không có đợt cái gì chứ. Cái app này không có tiền rep, tiền gì gì, mình muốn chia sẻ cho anh em kiếm tiền vậy thôi. Nè anh em lướt xuống hoài nha anh em, tìm cái chữ thanh xuân nè. Nè anh em bấm vào. Đó. Rồi anh em bấm nút theo dõi nha anh em. Bấm nút theo dõi, thanh xuân là giới thiệu nè, thu đi rừng xanh chưa thay lá, lúc thu về nhìn lá vẫn tươi nè. Rồi anh em bấm nút chữ tiếp theo nè nha. Anh em chờ chút. Rồi đây, ở đây tới có 7.000 người mấy người bạn nè. Anh em bấm nút theo dõi nha. Con này mình đã theo dõi rồi. Anh em bấm nút theo dõi. Là mấy người bạn của mình sẽ theo dõi anh em lại. Là tương tác lại. Rồi anh em thoát ra đi. Thoát ra đi, để mình thoát ra đi. Chừng nào anh em đủ được 1.000 người bạn thì mình anh em mới bật được kiếm tiền anh em. Video anh em nào mà muốn chưa bật muốn bật kiếm tiền thì anh em vào bấm nút vô bánh hình bánh răng ở trên nè. Anh em bấm vào Friday Eden gì nè. Anh em ép cái tài khoản ngân hàng của mình vô anh em. Rồi là tự anh nó tới hàng tháng là nó sẽ chuyển tiền qua cho anh em mấy anh em. Nhưng mà phải đạt là một điều kiện là anh em, bức ảnh của anh em đăng là phải đạt được 100 like. 100 like trong một tuần anh em. Mình mới đăng mà được hai mấy like nè. Mình có thắc mắc nhỏ với anh em là mình phải chụp bằng cái máy ảnh của anh em cho anh em coi nè. Hình mà có cái hình ai cần là Yippie mới được anh em, nó mới tính anh em. Còn mấy cái hình mà mình đau trên mạng và đăng là chỉ cho vui thôi. Và anh em thoát ra đi để mình kiếm một cái tài khoản nào bật kiếm tiền cho anh em coi nghe anh em. Cho anh em để vô đây nè. Tài khoản này chưa bắt kiếm tiền anh em. Tài khoản này nè. Phan mình thôi ra đi, mình kiếm tài khoản khác. Tài khoản này bắt kiếm tiền được nè. Này anh em, tài khoản này đã kiếm tiền là có hình hộp quà này anh em. Nếu mà anh em một đạt được 3.000 like thì tháng được 1.8 triệu. Còn 5.000 người bạn thì một tháng 3 triệu anh em, mà mau lắm. Mình kiếm một mình kiếm được 3.298 bạn bè trong vòng có 1-2 ngày nha anh em. Video của đây đến đây của mình đã kết thúc. Anh em nào có thắc mắc gì thì để lại bình luận dưới, mình sẽ hỗ trợ anh em hết mình nha anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại những người bạn thân yêu của mình.